Kính thưa quý anh chị, nay mình quay tôm mình được 50 hay là 51 ngày tuổi gì đó. Để review cho mấy anh chị xem. Này nó thiếu dữ dữ rồi. Bữa 120 con, nay nó về 100 con rồi anh chị. 2 ngày. Hết rồi, thiếu rồi. Còn gì nó quậy dữ hết đi. Quýnh là quýnh là quýnh này đang được. Bữa mình quay cái clip trước là 48 ngày, nay 2 ngày hay 3 ta? 3 ngày à. 3 ngày là xuống 20 con à. 3 4 ngày gì chứ. Ờ, nó lột xuống nhanh lắm. Cả này là nó thuộc xay nhanh lắm quý anh chị. Ăn giỏi không có giỏi. Mà thấy luôn. Nãy trời ơi nó đâu á, nó vô mé. Cho nó ăn nó nhảy quá à, trời luôn. Nói chung là tôm này mà xài cái men vi sinh á thì bao giỏ gió với anh chị. Nay nó thời tiết ấm nó ăn lại rất mạnh này. Cái này mình điện nó cũng hơi yếu á, mình tăng cường hỗ trợ máy phụ. Mình quay cũng giờ này là 12:20 rồi. Cái cử này là mới ăn cử thứ hai hết á. Mới cử thứ hai rồi quý anh chị. Ngày mà ăn cũng 4 cử. Mình cũng nuôi tôm đó cho mình ăn 4 ngày. Ngày cũng 4 cử không à quý anh chị. Bữa trước thì nó nhổ ra ăn ruột rất là đẹp luôn, tôm bóng lặn đẹp luôn. Tôm này dở là bao đó, nãy về 100 con này. Cả này mà nó lọt nó tuột xây xuống nhanh lắm hả? Cả 100 con mà xuống 60 con cũng rất là nhanh. Bà
cỡ về 40 con thì nó cũng tạm tạm thôi, 40 con về 30 con lâu lắm. Dán đùa tới Tết là không kịp quá. Nay là năm cho 51 ngày đi. Còn ao này thì 20 ngày, bữa nay là 20 ngày nè. 21 ngày nè quý anh chị, để sau, mình review cho sau cái 30 ngày quý anh chị xem. Bữa nay giờ này là 11 giờ 12 rưỡi đó quý anh chị, 12:20 á. Tại mùa lạnh quá mình cho ăn trễ thôi. Đây. Gió đẹp luôn, bóng đẹp ghê. Đẹp lắm anh chị. 12 giữa giỡn gió là ok luôn, không có răng trắng không coi vậy đâu. Ruột gan không chơi được. Rồi. Rồi. Đó, dôi đồ nè. Mình ngâm dôi là mình ngâm viên. Rồi khoáng ngâm viên. Khoáng mình sục luôn. Gơ nóng mình ngâm viên nữa, gơ nóng này mình hỗ trợ quýnh lúc 3 giờ sáng để mình này là khoáng. Cái này là gơ nóng anh chị. Này mùa này sương muối á, sáng nó có sương muối á, mình ngâm gơ nóng lên sáng mình quýnh cho nó giữ cái độ khoáng. Quýnh gơ nóng này tốt, gỡ tôm như gỡ tôm bóng đẹp tốt lắm quý vị. Còn đây là men nè. Đó, men. Còn ao này là 18 ngày, ủa 16 ngày. Cái vòi nóng mà ngâm khoảng 3-4 ngày sáng mà đưa xuống tôm vỏ bóng đẹp lắm. Này nay nó cũng bắt mồi khá rồi. Được ăn ok. Ao này mình có thể qua Tết mình mở rộng ra, đào ra cho đủ 100 mét vuông á, mình làm cái ao ương luôn, mình ương làm liên tục luôn á, mình sản xuất là liên tục á. Cái này nhỏ quá. Thì 16 ngày nó cũng mới bắt màu rồi à. Còn cái ao bên đây thì nó 21 ngày thì nó ăn được rồi. Đó là thì 16 ngày đó. 16 ngày nó mới bắt màu được à. Nhà mao em nuôi có từ 10 ngày là canh gió luôn à. Nhà mẹ tôm à. Thay nước chứ nó nước ngon. Mình xài ở đây mình thay nước cũng dữ lắm.
Đấy, mình làm phải đủ điều kiện mới được. Cái đối phó với nó nổi chứ còn mình nuôi mà cứ giao cho trời cho đất là không được đâu quý anh chị. Nó lành dữ lắm, có thức còn nó còn vô rồi đỡ chứ còn ấy là nó phun vậy hết. Vậy chăm con hết rồi, nếu bạn chăm con mà nó về mà tới Tết thì chắc nó cũng về, chắc cũng xung xuông thì nó về chắc cũng 60 con được hơn chứ hả. Chăm con về tới Tết là 50-60 được. Dạ thôi mình xin kết thúc cái video ra đây, mình cũng review tôm cho mấy chị xem mà. Rồi thôi tạm biệt, hẹn những video tiếp theo. Chào.